Combo tiếp nè, combo đường nào cũng có tem. Đường bay này combo chắc anh có rồi, chơi. Kiếm vài trận có một hay hay ra clip cho anh em xem. Nãy giờ được khoảng hai trận cũng ok. 21 thành. Ui. Trận này hơi bị đông đó anh em. Không đua được đâu. Enemies ahead. Bỏ follow, bỏ luôn, tắt ra lút lẹ này, thành 4 kho nha. Cái thành sau lưng bánh cao từ từ. Rồi được cứu được này, cứu được. Qua cứu số 3 được nha. Qua cứu số 3 đi. Ok, chạy qua cứu số 3 đi. Còn một thằng trong kho hướng 330. Nhưng từ từ thôi. Bắn bà la quá. Lia. Ông chết. Tôi cũng biết nhưng mà phải có góc đẹp cái bắn mới cúng được chứ. Từ, tại vì là phải đợi mà giết cái tem này, quét cái thằng mình nơi này trước đã. Không, cái đó mà đẩy ẩu nó bắn bên trái, không đẩy lên trên đó nó giết ta gì. Từ từ, ê nó chạy đi, thằng này là người này. Ê, mình này boss rồi. Nó chạy ngu là biết boss. Rồi, chết bo rồi. Anh tấm 1 rồi. Tấm 1 easy, thằng kia chắc rồi. Không còn bay xuống, kia chắc rồi. Kia chắc rồi. Rồi chết thêm thằng rồi á, còn thằng một thằng chết nữa này. Rồi tấm 1 nha anh em. Kèm tay trái thôi, tay phải đi đâu được đâu mà. Cứ giống mình tay trái thôi, đang giảm máu á. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Năm thằng ở hướng có hướng nghe hướng nghe. Không nghe em thằng. Ôi bên này mấy thằng nữa này. Enemies ahead. Vãi lùng gần kho mình. Quay dưới nó nè anh em. Bên này. Enemies ahead. Mày nó xuống tới này rồi. Học luôn hả? Không, đái bot. Bên này có người này nha. Enemies ahead. Enemies ahead. Nóc tiếp. Vô. Nóc enemies một rồi. Enemies ahead. Nóc một thằng trong kho này. Vô đi nha ơi. Enemies ahead. Bỏ đi em sao luôn, bỏ đi. Đẩy lên Phan Duy Khải rồi, đẩy lên em ơi. Enemies ahead. Đẩy cái thằng bên này đó. Nó nóc một này. Chỗ này rồi. Đây nè. Ừ, còn đâu mất tiêu rồi. Bò nó chưa qua, tao đang. Số 3 cẩn thận nha ông ơi. Đẩy ra xeo, đi với ông số 3 này. Đây nè, đi bên này. Lộn này có người nè. Enemies ahead. Ngay đây, nhảy một. Chỗ nào vậy? Đẩy qua phải nè. Thôi Trung Quốc rồi. Rồi chết rồi tao. Đây. Rồi lê. Ủa hàng nào đã ra đó rồi ta tem. À giờ nó tem gần này rồi đúng không? Tem trong chỗ này rồi, còn phía sau còn 2 tem nữa nha. Phía sau còn 2 tem nữa. Thứ mấy anh lại thì 12 giờ chưa ăn. Đó đó cho cầu sống đi, cho cầu sống đi. 17 cho. Đó. 17 cho 2 này. Tôi không có cầu sống nào luôn. Enemies ahead. Ok, cẩn thận này, trước mặt này. Ok. Từ từ, mình tính. Bên này có một yếu nè. Enemies ahead. Kho bên tay trái là bạn yếu nè. Ôi cái gì vậy? Thôi, tay phải đây. Nóng một nè. Cứu ông kia đây. Xe một. Xe này. Enemies ahead. Cái thằng sau lưng bánh cao từ từ. Ờ được cứu được này, cứu được. Qua cứu số 3 được nha. Cứu số 3 đi. Ok, chạy qua cứu số 3 đi. Cứu. Còn một thằng trong kho hướng 330. Nhưng từ thôi. Má bắn mà la quá. Lia. Ông chết, tôi cũng biết nhưng mà phải có góc đẹp cái bắn mới cúng được chứ. Từ, tại vì là phải đợi mà giết cái tem này, quét cái thằng mình nơi này trước đã. Ông cái đó mà đẩy ẩu nó bắn bên trái, ông đẩy lên trên đó nó giết ông rồi. Tha gì. Từ từ, ê nó chạy đi, thằng này là người này. Ê, mình này boss rồi. Nó chạy ngu là biết boss rồi. Thôi vậy clear rồi anh em. Thôi có khẩu súng chứ không có khẩu súng là xong rồi. Thôi lướt rồi đó. Đó. Rồi đây. Lên xe không có phó, tôi không có phó nào luôn á. Ok, let's go.
coi nó có bình máu nào mà anh em. Không, đây 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 đây. Ok ok. Rồi đây đây, hai máu đủ rồi, bốn máu đủ rồi. Anh em bơm máu bơm nước đi. Ra tính trước mặt luôn nè, còn ấy. Ôi, xe này. Ok, ra tính luôn. Ôi, trong khu này luôn, từ từ. Rồi coi có người không. Xuống lái hả? Hai xuống lòng đây. Đây. Lên xe luôn. Xuống xuống khu lái luôn này, xuống khu lái luôn này. Đây ông kia từ từ, rồi ông kia chết rồi. MK14, ơi, Y8 kìa, MK14 ở đây. Y8 bằng nào lái kìa. Enemies ahead. Ok ok, đợi xe. Nó đang thả lên mình nè, nó thả không này, đợi chút. Liên tính tiếp này. Ủa đi, sao có chiếc xe 3 nằm đây, gần này. Đâu? Ê, tính ngay mình lúc này, một ông lái đây kia cho. Enemies ahead. Lái đây. Một người lái đây. Còn ba người lại đứng đuối kia này. Được mà. Ủa? Cứu đi. Bắn hai thằng yếu quá rồi. Ủa sao tao bị lỗi cái gì vậy? Enemies ahead. Yếu này. Mày ơi. Nghe tính hai thằng nha. Nghe tính. Đấu kè nó rồi. Ba viên rồi. Nó bị bắn rồi. Nó bị sơn mốc hay sao á. Vẫn đứng trên nóc kìa. Hay lắm. Rồi nóc một, hãy. Từ từ, cái núi này lên không có được. Thôi xuống đi, má đứng như này tí nữa khó chạy bò lắm. Sau lưng có thính này, quay lại. Sau lưng mình có thính này. Quay lại liền. Sau lưng có thính này. Ui. Sau lưng có cái thính này. Ui, Phan chưa khải đẩy một chút. Ui. Ui. Ui, trên núi cao bắn vãi đi. Sau lưng mình có nữa. Đấy cơ ta. Đi ăn gì chị? Trên đồi nó bắn xuống, thôi khỏi chạy luôn á, sau lưng. Nó gạt đi luôn. Help. Núi này khó chịu quá. Tự nhiên kêu nhắn cái tàu quá. Thế hiểu ai nhắn không? À, cứ nó đứng trên bánh khó chịu vãi lên. Bánh nó tưởng mày vô nhắn. Bánh nó gạt luôn, vãi thiệt. Cứu được, bò luôn cứu được. Phải. Con bạn nó vào nít à. Rồi đổi nón lá luôn rồi. Đây nón lang được. Nón lá Việt Nam. Ai con bạn nó vào nít rồi, con nạt quá. Quá tạo đồ khó luôn. Ơi ông đừng có đẩy lên đó đâu ông ơi. Thôi ngồi góc này nó không biết. Ơi ơi nó bắn nhau đẩy. Đẩy đường nào? Mẹ nó đi đường nào đây? Ơi nó nhảy bên trái không á, nó nhảy bên trái không kìa. Chờ bỏ xeo thôi. Bỏ xeo bây giờ mình win. Bây giờ nó là mình thua. Tại vì nó... Nó đứng như đó, nó mà di chuyển ngoài bò là nó chết. Tại vì trên núi của nó xuống là nó chết, là nó nhảy xuống núi là chết. Núi mình nhảy xuống núi không sao. Rồi ba mình. Nó ngoài bò rồi.
Nó ngoài bo rồi. Đấy, ba sao nữa. Đang bo, nó vẫn còn một tí bo. Nào, chờ ba sao tiếp tục. Vãi lên, quanh hay vậy. Quanh như hết vua, ông nội hay vãi lên. Lửa rồi kìa. À, đứng ở kia đây, đúng ở nhà, đúng không? Không, trên cao phải nó hai thằng. Thằng bên trái ở dưới thôi. Ấy, chúc mày cái này chứ. Trời ơi, gì vậy nha. Trời ơi. Rồi, một thằng té rồi, một thằng té chết rồi. Bây giờ cái núi đó là nó xuống là nó té nó chết. Rồi, đợi bo thôi, biết sao giờ. Đúng rồi, nó một. Còn một, từ, cứu được ông kia. Cứu được không? Đừng cứu. Không, đừng cứu, đẩy bay qua đẩy luôn, là được. Mà cứ đứng trên cao đó thôi, mà canh đi trái thôi. Ngay cái hướng thằng này nó lên đó. Rồi, tấm 1 rồi. Rồi, chết bo rồi. Anh tấm 1 rồi. Tấm 1 easy, thằng kia chết rồi. Không còn bay xuống, kia chết, rồi. Kia chết rồi. Rồi, chết thêm thằng này á, một thằng chết nữa này. Rồi, tấm 1 nha anh em. Kèm mình tay trái thôi, thì phải đi đâu được đâu mà. Thì dưới mình tay trái thôi, đang giận méo á, lấy méo của mấy anh bồ nó, biết ngay mà, tấm 1. Đấy. Hay liền như đâu. Ok, quá đẹp. Chào top 5. Tấm 1 mà. Của tôi bên tôi top 5. Vãi liền là top 5. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký vào đây nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.